Hello, chào bà con nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục đến bên vườn nhà anh Dưỡng. Đây đang thời kỳ ra hoa, trổ hoa nhá các bà con nhá. Đây em quay cho bà con xem. Nhất là size. Năm nay 2023 nhá. Đây size từ gốc đến ngọn. Hôm nay là nghe về bà con nông dân là trồng sầu riêng là được mùa hoa, một quả thì chưa biết là nó động như thế nào, nhưng mà nhìn thấy hoa nó nhiều như này là phấn khởi rồi. Đây cột dây để treo cành, sợ sau này nó gãy cành nha bà con nhé. Hoa này, hoa sai chữ từ đầu cành cho đến cuối cành. Đây này là được 65 bà con, thu vào 65, đây là 65. Đây, tiếp tục được đến cây thứ 2 nhé. Đây, cây thứ 2 nhất là sai quả, sai hoa nhé các bà con nhé. Tương lai rất là sai đấy, còn đậu quả chắc chắn là chưa biết. Đây bắt bùa bắt thần đang ra đây, bắt bùa ra rất là nhiều. Bùi gốc cành sắc gốc lên đây còn đây là vườn của nhà Dưỡng nhá. Rất là tuyệt vời, rất là sai và cách bên này nữa. Tiếp tục tiếp bà con thấy sai không? Trong thời gian ra hoa thì vẫn cứ kéo đọt nha bà con nhá. Đây đọt đang kéo đọt đang bà con đang lên kìa. Nhất là khủng khiếp. Tiếp tục mình nhận chưa bà con lên cây thứ 3. Quay cây ra hoa cho bà con xem. Nhất là sai. Đây là cây này, cây 65 rồi nhá. Sang bước sang năm thứ 6. Đó là thời đao cũng đang ra nhé bà con nhá. Đó. Đấy nhá. Tiếp tục. Ra cây thứ cái này thì lại ra muộn hơn bà con ạ. Cái này bây giờ mới ra bắt cua cũng như là sai lắm đấy, đang ra bắt cua sai lắm đấy bà con ạ. Em xin làm clip đến đây, hẹn gặp lại bà con vào clip sau.